Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm một video giới thiệu anh em một con game nó đang chuẩn bị ra mắt và nó đang alpha test nha anh em ơi. Thì con game này là MMO SS6.vn nha. Đó, session là session 6.9. Thì nó mới vừa mở alpha test 13 giờ ngày hôm nay. Và hôm nay mình sẽ vào mình test thử cho anh em xem. Để coi nó có gì hay và hấp dẫn không. Thì mới vào thì anh em chỉ tạo được 3 class này thôi. Đó, ba class huyền thoại, DK và sâu và EF. Thì anh em muốn thời gian alpha test mà anh em muốn tạo được mấy class này thì anh em chỉ tạo một con. Tạo lấy một con nha. Đấy, thì nó đang level 1, anh em vào cái anh em thoát ra. Anh em vào cái thoát ra lại nha. Rồi. Thì có nghĩa là bây giờ là anh em sẽ tạo được mấy class này rồi. Đó. MG hay là Dark Lord hay là GF. Rồi, bây giờ mình sẽ vào trong mình test thử. Thì bản này nó là alpha test 3 ngày nha anh em ơi. Có nghĩa là từ ngày 13 giờ ngày 22 đến mày ngày 24 là nó mới open chính thức nha anh em ơi. Đó. Không. Ngày 25 nó mới open chính thức nha anh em ơi. Thế là alpha test từ ngày 22 là đến 13 giờ ngày 25 nó với open chính thức. Đó. Mới từ chiều đến giờ thôi mà anh em đang test khá là đông. Thì mới vào là anh em phải đi tạo tự đi làm nhiệm vụ nha. Thì khi mới là anh em sẽ được level 465 cap point. Thì anh em sẽ cộng để đi học skill. Rồi đi quăng boss để kiếm đồ. Rồi còn phải đi làm nhiệm vụ nữa. Rồi bây giờ mình sẽ cộng điểm để cho nó mặc đồ trước đã. Rồi mình cộng điểm tạm vậy thôi. Chứ còn nhất đam thì mình phải vào test thử rồi mới biết được ổn hay không. Ôi. À mẹ thằng tự rèn hôm nay nó xây được cái nhà rồi anh em ơi. Ngày xưa là chơi mấy cái bản là nó chưa xây nhà được thì nó đang còn ở ngoài trời. Bây giờ nó xây nhà đi vào đây rồi. Bây giờ mình sẽ mua skill cho nó học trước đã. Cái bản này là tối đa là chỉ có win 3 thôi anh em ơi. Mấy cái này thì phải lên kỵ sĩ mới học được. Đấy. Rồi xong rồi. Thì bây giờ mình tạm thời mình sẽ đi mua cho nó đi ạ. Mở cho nó một cái set đồ đi. Thì đây trong shop là nó đã bán được win 2 rồi. Win 2. Còn boss là để mình mua các loại boss mình mở cho anh em xem là các loại boss này nó ra những cái đồ gì nha. Đấy, mua các loại. Rồi, GM này hình như là ra ra gen đấy. Hết gen thì anh em có thể mua boss cho con ra. Rồi, để test thử nha. Rồi, trước. Rồi, đồ này là ra đồ Excellent 1-2 dòng. Đấy. Còn cái này là ra ra ngọc tăng kỹ năng này. Ngọc tăng dòng hoàn hảo này. Rồi còn cái boss sô-cô-la này, hồng này là nó ra dây chuyền nha anh em ơi. Ra dinh pen á. Đấy, dinh pen này. Đó. Có cái nào chứ đeo tạm lên đi. Rồi đây có cái nào ngon rồi không ngon rồi mới tính sau.
Rồi còn cái hộp sô cô la đó là ra gậy dòng nha, ở ra vũ khí dòng nha. Đó, kiếm dòng này. Đấy. Bút thiên tử này, bây giờ ép đó. Rồi, cái này là da gen. Ôi, cái hộp trao xanh là da gen. Còn cái hộp sô cô la xanh nhá. Là nó ra đồ 380 nha anh em ơi. Đấy. Thì mới đầu mà chưa có làm nhiệm vụ mà mình sẽ đi mặc cho nó set 380 quyền năng này. Đấy. Mặc kỵ sĩ với đeo được. Rồi thêm một cái quyền năng nữa rồi. Rồi hai cây. Không có cây nào có ốp ngon, có một cây này là có tỷ lệ hoàn hảo nhưng mà chút xíu đập vô là full hết anh em ơi. Đấy. Thôi bây giờ mình sẽ đi mua cái nhiệm vụ làm nhiệm vụ cấp 1, cấp 2 đi. Đây, DK thì mua cái sách này, mua cái gươm gãy này. Và nó xong được cái nhiệm vụ lên kỵ sĩ rồi đó. Còn cái kia thì chút xíu nó làm cũng được. Đây. Đi về DBS. Còn làm nhiệm vụ Master thì chút xíu nó làm. Đó, đã có ông nào xuống đây làm nhiệm vụ rồi. Mới vừa mở test mà cũng khá là nhiều anh em đã vào test rồi. Rồi, đấy, lên kỵ sĩ rồi đấy. Ngày xưa đi làm lên kỵ sĩ là vất vả lắm đấy anh em ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ học mấy cái skill này cho nó luôn. Rồi, ngọc địa chấn có luôn rồi. Rồi, đây bây giờ là đi về mua tạm cái Queen 2. Mua tạm cái Queen 2 cho nó đeo đi. Xong chút xíu nó mặc được set đồ đi rồi mình sẽ lên làm nhiệm vụ cho nó. Xong rồi mình mới đi quay cái Queen 3. Đây, nguyên liệu Queen 3 thì nó đã ép, nó đã bán sẵn ở trong shop. Rồi bây giờ mình sẽ mua cái hộp hộp này phải dòng ra bộ 380. Thì bản này là nó không có đồ cốc két nha anh em ơi. Và tối đa là chỉ có Win 3 thôi. Đấy. Thì nó test thời gian test của nó là khá là dài cho nên anh em có thể vào test thoải mái. Đây. Ra đồ 380 đây. Mình sẽ xét làm cho nó xét quyền năng. Đây. Giày quyền năng, quần năng kia. Rồi. Hổ thái dương. Đấy. Thì anh em con này kiếm đồ 380 thôi, còn mấy cái đồ kia thì mới cần. Giày quyền năng này, đấy. Hôm nay có vẻ may mắn đấy anh em ơi. Mới vào là 82 phát rồi. Có khi nào gáy ném từ giờ đến tối không không. Ơi may mắn anh em ơi, ra cái set của mình luôn rồi cũng dễ mà. Chút xíu vô đập ngọc kia vào là nó lên full hết anh em ơi. Đấy, quan trọng là mình kiếm đủ set trước đã. Vần thần ma, còn cái tay với cái áo nữa. Ông long thái dương, đi qua bên này có ông mấy ông đang ném, có ông nào ném ra cái đồ của mình không, mình lục cho nó nhanh. Anh em có thể vào đây đi xin Win 3, có mấy ông ép rồi á. Làm biến thì ùi đông quá anh em ơi. Làm biến thì có ông nào mà test chán rồi ông sẽ bỏ, ông qua test class khác thì ông tốt bụng thì ông sẽ cho. Đấy. Ai dường. Nhân phẩm mà tốt thì ném một vài boss là nó ra rồi full kick test của mình luôn rồi. Găng quyền năng, ui ngày hôm nay là ngày may mắn anh em ơi. Ngày hôm nay mở ra gần full set rồi mà gáy sớm, mà cái áo có khi mở tới sáng luôn không ra cái áo này. Găng quyền năng nữa, găng thái dương, các cái áo rồi, giày quyền năng, áo này, áo, quần quyền năng, quần bạch long. Đấy, ông này ông lại đang ném dịch men. Kiếm set đồ trước đã, mặc cho nó che gió nó khôi lùa. Ôi đồng quá, không có cạp miệng không được này. Đấy,
Rồi chút xíu là sẽ kiếm bộ dinh ven ngon ngon chút xíu. Ồ cứ đeo cái này lên đi. DK phản hồi bên đấy là ngon rồi. Để kiếm chút xíu, kiếm bộ dinh ven là ngon ngon chút xíu. Cái này đang đeo tạm thôi nha anh em ơi. Để mình đi kiếm cái quả cái áo vậy. Đấy. Ồ. Ồ gáy sớm rồi, gáy sớm là to anh em ơi. Ấy sớm là không có ra được cái áo luôn. Ôi mấy ông đùm phề thế. Con này chắc vừa ra cái là mấy ông đi test rồi. Đồ đạc là lại full hết rồi. À ôi vỗ tay anh em ơi. Nay nhân phẩm tốt, nay nhân phẩm tốt. Ồ lên ngon rồi. Cái mặt tạm trước đi đã. Rồi thì bây giờ là sẽ như vậy. Ây nhỏ này mà. Thì đây là có ngọc ngọc tăng dòng hoàn hảo này. Mua ngọc tăng dòng hoàn hảo vào. Đấy. Rồi. Đây. Thì bây giờ cái này chưa lên full phải không? Em có thể đập cái ngọc này đấy. Đây đập lên full rồi đấy, dòng hai dòng đấy. 10% với 2% rồi đấy. Đấy. Thì bây giờ là cái ngọc lúc đâu. Ngọc tăng dòng may mắn đây. Cái nào chưa có là 8 máy bóp cái này vào liền nha anh em ơi. Này chưa có lúc này. Đấy. Ngon ngon. Cái nào chưa có lúc. Chưa có lúc thôi mày. Chưa có lúc thôi mày. Rồi lúc hết rồi nha. Chưa có lúc là 8 á. Rồi bây giờ là đi cái ngọc này vẫn chưa có full. Mấy cái món kia chưa full là mình đập cho nó full luôn. Đang test là ngọc ngác này là mua để test thoải mái mà. Rồi đến cái áo. Đập cho nó chán đi. Rồi. Rồi đến cái này. Rồi có cái này nhưng còn thiếu một dòng. Rồi. Này còn thiếu dòng nữa. Rồi. Full là nó phải 6 dòng với một cái ốp nữa là 7 dòng. Đấy. 7 dòng với 2 dòng lúc nữa là 9 dòng. Rồi, này full rồi nè. Rồi, con 6 đấy. Rồi tiếp tục còn cái quần với cái chân nữa. Cho mua cái này tán xong. Ngọc, ngọc trong shop bán này, cứ thoải mái, tất tay anh em ơi. Đập khi nào không đập được nữa thôi thì là lên full rồi đó. Đấy, full rồi này. Rồi, full tiếp. Rồi, như vậy là đã full. Cái này full chưa? Rồi full chưa? Rồi full rồi. Rồi còn cái này cho lên full luôn. Rồi full rồi. Rồi bây giờ là mình sẽ đi đập cho nó lên cộng 15 luôn nha anh em ơi. Đây. Ngọc tăng liver này. Rồi bây giờ mình sẽ đập cái set đồ này lên cộng 15. Cái một pin là lên một liver anh em ơi. Đập tắt tay. Đấy. Bắt đầu là một chuẩn bị mọc sừng này. Đấy. Rồi. Ồ, mặc một món này là có sừng rồi đấy. Có nhiều nhiều chút xíu đỡ mất công rồi. Đỡ tốn thời gian. Đập cái này xong rồi mình sẽ đi kiếm cho nó bộ dinh pen. Ở đây có cái ngọc
tăng thần là anh em có thể đập cái bộ dinh phen đấy lên thần luôn. Đây, tiếp tục đập cái chết này đi. Rồi, hai món. Nghe tiếng mấy ông kia chém phê quá. Nổ phá giáp kêu khá là sướng tai. Đấy. Đấy. 15 rồi nha. Rồi, còn cái này nữa. Còn 4 món nữa. Rồi, vô mua tiếp. Đông quá mà phải len chỗ đây đấy luôn anh em ơi. Len chỗ luôn. Tiếp tục. Đập cái set đồ nhìn cho sáng sáng nữa. Giờ ngâm cứu ra, giờ còn đi làm nhiệm vụ đó mới mới đi PK được anh em ơi. Làm nhiệm vụ xoay win 3 nữa. Xoay win 3 nữa thì mới đi PK được. Đấy. Rồi, như vậy là được set đồ lên cộng 15 rồi. À, thì cái ngọc thần này, để mình mua mấy cái cho anh em xem. Giống như cái dinh pen này. Đó. Anh em đập lên là nó sẽ ra cái ra cái xe đáy thần. Đây. Đập cái này nó sẽ ra thần. Đấy. Đấy, nhưng mà anh em hãy mua đúng bộ của nó. Đúng 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 bộ của nó là nó mới kích hoạt được dòng thần. Đó. Đúng cái bộ của nó mới kích hoạt nha anh em ơi. Nó mới kích hoạt được cái dòng thần này này. Đó. Là anh em có thể đập cái ngọc đấy vào là nó sẽ ra được cái độ sẽ ra được cái bộ dinh thần đó. Ôi còn quên. Bắt cái này đi. Cái này là chưa có đúng bộ nó, để chút xíu nữa mình sẽ lục một bộ mới. Mình mua cái này đó. Để đập cho nó hai cái đao nó lên. Hai cái đao lên nhìn cho nó chất chơi người rơi xong rồi đi làm nhiệm vụ. Bây giờ này mà đông chắc tối là chắc là khá là đông đấy anh em ơi. Mười ba rồi. Rồi một cây. Rồi. Đấy, như vậy là mình đã full được cái win thì mình không đập tại vì chút xíu nữa mình sẽ qua quay cái win 3 mà. Đó. Anh em thấy chất chưa? Đấy, như vậy là đã full được cái set đồ cộng 13 rồi. Đập skill vào là đi làm nhiệm vụ xong về là 9 rồi anh em ơi. Ôi, mấy vậy không chơi được mấy ông này đâu. Ghê kìa. Rồi, win 3. Và đi làm nhiệm vụ. Thế mình đi xoay game 3 xong mình còn phải đi làm nhiệm vụ cho nó. Rồi. Kiếm cho nó bộ dinh pen nữa. Bộ dinh pen thì anh em mua cái boss này. Ở đâu? Boss này chứ. Boss này, boss sô cô la hồng này nha anh em ơi. Boss sô cô la hồng. Đi ra đây. Băng. Rồi, băng phải không? Đấy, đầy đủ nha anh em ơi. Để anh em lựa rồi anh em đập thần lên cho nó. Rồi đập dòng cho nó. Xong rồi đúng bộ nó là nó sẽ kích. Nó sẽ kích dòng thần. Ơi, đi ra ngoài làm gì? Thôi, video nó cũng hơi dài rồi.
Mình xin kết thúc video tại đây nha. Để mình làm đồ rồi mình sẽ làm thêm video cho anh em xem. Đi test đam thì đi PK hay win. Link tải thì mình để dưới phần mô tả video. Anh em nào thích vào test thì tải về test thử nha. Bye bye mọi người nha. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha.